Những ngày qua, người dân cả nước liên tiếp lên tiếng về hiệu quả của cách chữa bệnh không có cơ sở khoa học của thần y Võ Quảng Yên. Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều gia đình có con cái, người thân từng được đưa đến chỗ ông Võ Quảng Yên chữa bệnh câm điếc, bại liệt, cũng đã lên tiếng tố ông này vì phương pháp chữa bệnh bạo lực không hiệu quả. Trước đó, vào giữa tháng 4 năm 2012, ông Yên từng đến thành phố Bạc Liêu để điều trị bệnh câm điếc, bại liệt cho hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận. Vào thời điểm đó, có người ở xa phải mang theo thức ăn nước uống tại chỗ vì sợ mất lực. Tuy nhiên, không giống như những điều mà người bệnh mong ước, cách trị bệnh của thần y không hề như đồn đoán. Dạ, lúc đầu hồi xưa người ta đồn là nói ổng chữa bệnh là câm điếc mấy chuyện đều được. Rồi tôi nghe tôi mới dắt con tôi tới đó là ổng cho ổng làm. Ổng lại đó là ổng kêu con tôi là ngồi đó rồi ổng đứng trước mặt ổng kêu úp cái bụng bấy mặt vô bụng ổng rồi ổng vỗ ba cái. Là nó buông ra nó là nó chấm mặt rồi cái ổng kêu nó ra lưỡi ra ổng lắm cái lưỡi á ổng kéo ra ổng coi cái gì ổng biết rồi ổng bốt cuốn họng nó la đau đó, rồi vậy thôi đó 11-12 năm rồi cũng đâu có nói chuyện gì được đâu mà anh vẫn đâu có biết nghe nói gì cũng muốn nghe đó. Còn tại Quảng Ngãi, một trong những nơi mà ông Võ Hoàng Yên từng đến trị bệnh cho rất nhiều người, theo xác minh của ngành chức năng, chỉ tính riêng tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn còn có trên 60 người bị bệnh câm điếc, bú cổ, bại liệt được ông Võ Hoàng Yên cứu chữa. Nhưng đến nay, chính quyền địa phương không ghi nhận trường hợp nào khỏi bệnh. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại tỉnh này.